Thưa quý vị và các bạn, hiện nay khi mà các chất liệu gỗ tự nhiên sử dụng cho việc thiết kế cầu thang ngày càng trở nên đắt đỏ hơn, thì với chi phí chỉ bằng 1/4 cầu thang gỗ, công nghiệp tre ép ra đời có thể coi như là một giải pháp tuyệt vời cho ngôi nhà của chúng ta. Việc sử dụng cầu thang tre không những mang đến một dáng vẻ mới, diện mạo sang trọng cho ngôi nhà, mà còn là giải pháp tiết kiệm kinh phí, thời gian thi công cũng như là tính ổn định cao. Và trong mục tư vấn ngay sau đây, chúng tôi xin được gợi ý tới quý vị cách thi công cầu thang làm bằng gỗ tre ép sao cho đẹp mắt nhất.